lời đầu tiên thì em muốn gửi lời chào tới tất cả các vị mọi người đang có mặt trong khán phòng ngày hôm nay ạ. Thật ra khi mà tham dự chuyến đi lần này thì em và các anh chị trong ekip cũng có gặp một chút trục trặc và cũng có một chút khó khăn, bởi vì như mọi người đã biết thì điểm đến của chúng ta là ở Đài Loan, nhưng mà do đang có bão thì nên là em không thể đến được đúng địa điểm của mình và chuyến bay cũng bị hoãn nữa, thế nên là em không có nhiều thời gian để có thể đồng hành với mọi người hơn. Tuy nhiên thì ngày hôm nay khi mà đến đây thì em cũng cảm thấy rất là vui, vui vì cái không khí của lễ hội hóa trang ngày hôm nay và cái sự nhiệt tình chào đón của tất cả mọi người. Thì em rất cảm ơn tất cả mọi người đã dành cho em cái sự chào đón nhiệt tình đó. Ngoài ra thì ngày hôm nay khi mà đến đây thì em cũng có cơ hội để có thể gửi lời cảm ơn tới công ty Amway và nhãn hàng Nishi Life là nhà tài trợ dinh dưỡng chính thức cho cuộc thi hội Việt Nam năm nay, đã giúp cho em và tất cả các bạn thí sinh có một cái sức khỏe thật là tốt để có thể hoàn thành tất cả các phần thi của mình. Và em tin rằng là trong vòng 2 năm sắp tới thì em vẫn sẽ nhận được những sự ủng hộ và cái sự hỗ trợ từ phía công ty Amway và nhãn hàng Nishi Life để em có một cái sức khỏe thật là tốt để có thể hoàn thành cái nhiệm vụ và sứ mệnh của mình trong vòng 2 năm sắp tới ạ. Xin cảm ơn. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Linh này, copy cho em hỏi Linh một câu được không? Có thể là rất là nhiều anh chị đây vẫn còn nhớ là trong cái buổi mà Linh tham gia vào cái phần hỏi đáp cuối cùng trở thành tân hoa hậu Việt Nam thì Linh nhận được cái câu hỏi liên quan tới tưởng thưởng đúng không? Và ngày hôm nay thì trong chuyến hành trình ALS 2016 này thì cũng là một chuyến hành trình tưởng thưởng cho nỗ lực của các chị nhà phân phối. Vậy thì Linh có thể chia sẻ thêm một chút quan điểm của Linh về giá trị của sự tưởng thưởng không? Từ trước đến giờ thì em luôn cho rằng việc mà mình cố gắng nỗ lực và đạt được thành công là một cái điều mà mình xứng đáng nhận được một cái phần thưởng, thật là xứng đáng với những cái gì mà mình đã làm. Em vừa run quá. Khi mà mình đạt được cái thành công đấy thì mình thực sự là xứng đáng với những cái gì mà mình đã bỏ ra. Và việc đó hoàn toàn xứng đáng được ghi nhận bởi công ty và xã hội. Và việc có mặt trong, và em tin chắc rằng tất cả mọi người ngày hôm nay khi mà có mặt tại chuyến du lịch lần này thì đều rất là tự hào bởi vì những cái nỗ lực và những cái cố gắng mình đã bỏ ra. Và chắc chắn là các anh chị đang cảm thấy rất là vui khi mà mình đang được tham dự cái chuyến tưởng thưởng của công ty Amway lần này.